Trước đây Nhung không bao giờ dám làm nhiều kiểu tóc và sợ dùng lược chải tóc, nên lúc nào Nhung cũng cột tóc cao lên và quấn lại. Thì lúc đó mình sẽ không thấy tóc mình bị rụng nhiều. Dòng Dove nhan rụng tóc mới cho tóc chắc khỏe ngay từ chân tóc, giúp tóc trông tràn đầy sức sống. Giờ Nhung rất là tự tin khoe với mọi người tóc mình thật sự chắc khỏe. Tóc như một dòng suối vậy đó, rất là suôn mượt và rất là chắc. Nhung là một cô gái của Dove.